tiên phép Hậu Nhân mến chào quý cô chú anh chị. Hiện tại Hậu Nhân đang có mặt tại công ty Kinh Đô. Hiện tại công ty này đang tuyển dụng nhân cả nhà. Công nhân ra vô tuyển dụng đang ngồi chờ tuyển dụng rất là nhiều luôn. Cả nhà mình ai muốn tuyển dụng thì hãy đến đây nha cả nhà. Nhà nhìn nè, người ta vô tuyển dụng quá trời luôn. Quay ở nhà xem á. À, hiện tại công ty Kinh Đô này đang tuyển dụng rất là đông luôn, mấy ngàn người luôn, và công ty này đang tuyển thời vụ nha các bạn. Thì các bạn mình ai muốn làm thì đến công ty tuyển dụng này, công ty Kinh Đô. Công ty Kinh Đô này tuyển dụng qua thời vụ. Thời vụ thì tuyển dụng thì qua công ty công ty tốc độ xanh. Văn phòng tuyển dụng nhưng mà cả nhà. Thì mình muốn đến đây tuyển dụng thì cái nhà mình phải, nếu cái nhà không biết công ty tốc độ xanh nằm đâu á, một á thì cái nhà đến cổng bảo vệ cái nhà hỏi, còn hai thì cái nhà mình hãy đến đến đường D6 á, thì ở đó cái nhà dạy vô tới đường D6, nhà đi vô chừng cỡ chừng 500m thì nằm mé bên phải thì sẽ có công ty tuyển dụng đó. Tới đó mà nạp hồ sơ thì công ty đó sẽ làm hồ sơ cho các bạn, rồi cái nhà mình được công ty đó người ta làm hồ sơ gửi vô công ty Kinh Đô cho cái nhà. Mà nếu mà gửi ở đó thì mất khoảng 5 đến 10 ngày, 5 đến 10 ngày thì mình sẽ được công ty dịch vụ gọi và kêu mình tới phỏng vấn. Phỏng vấn thì cả nhà sẽ được vô công ty Kinh Đô này làm. Một ngày làm thì sẽ được 400 mấy, 12 tiếng nha cả nhà, 408.000. Cả nhà làm 8 tiếng thì sẽ được 243.000. Còn làm 8 tiếng là 243.000. Còn 12 tiếng thì cả nhà mình sẽ được, để cả nhà Hậu Nhân nhớ ra, nếu mà cả nhà làm 12 tiếng thì sẽ được là 408.000. Các bạn đến tuyển rất là đông luôn. Thì 8 tiếng 243, còn cái nhà mình tăng ca là được 34.000 một tiếng. Nếu mà cái nhà tăng ca được làm được 12 tiếng thì tăng ca 4 tiếng. Thì một tiếng cái nhà mình sẽ được 34.000, còn 4 tiếng sẽ được 39.000. Trăm chính xác của trăm như ta. Sẽ được 136.000. Thêm được 28.000 tiền cơm nữa thì tổng cộng cái nhà mình sẽ được 408.000.
thì một ngày nếu có nhà mình làm 12 tiếng thì sẽ được nhiêu đó. Chung mức lương như vậy thì cũng khá là ổn. Nhưng cái nhà tôi làm thì nói chung công việc làm thì cũng rất là khỏe, rất là nhàn luôn. Thì Hậu Nhân cũng có làm trong đây rồi, Hậu Nhân cũng đang làm, thì sáng Hậu Nhân cũng tới sớm một xíu và quay lại chia sẻ cho cả nhà mình xem. Đó, người ta đến rất là đông luôn. Sáng vô á, nè các bạn đang ngồi đợi tuyển dụng rồi cả nhà. Đang ngồi đợi tuyển dụng luôn. Thì công việc trong đây nói chung là cũng rất là thoải mái. Để làm việc được ở công ty này thì trước khi các bạn muốn đi làm công ty này thì hồ sơ nó phải đầy đủ như các bạn đi xin việc những công ty khác, như là hai tấm sổ du lịch, một tấm hành kiểm và hai tấm photo căn cước công dân, và phải có hộ có tấm căn cước gốc như cả nhà, đầy đủ luôn thì cả nhà mới được tuyển dụng nha. Các cô chú trong đây làm rất là dễ thương luôn, thì mình vô làm thì sẽ được sắp xếp từ mỗi người mỗi vị trí. Làm này công ty làm bánh trung thu như cả nhà, hiện tại đang nuyển là bánh trung thu, thì làm bánh trung thu trong vòng 1 tháng đến 2 tháng, có những vị trí tới 3 tháng. Thì làm xong những bánh trung thu thì cả nhà mình muốn làm thêm nữa thì sẽ đăng ký với làm bánh tết luôn, bánh tết thì sẽ tới tết luôn. Thì hết tết thì mình sẽ bị ngưng công việc, thì mình muốn làm công ty khác thì mình làm, còn nếu mà công ty này thiếu vị trí thì mình có quen biết thì mình nhờ người ta xin vô cho mình luôn, vô mình làm luôn. Thì video cũng khá là dài rồi, Hậu Nhân cũng xin tạm dừng nha cả nhà. Thì cả nhà mình ai muốn tới đây tuyển dụng thì hãy tới, một là tới công ty Kinh Đô luôn, không biết thì người ta sẽ chỉ đường cho các bạn đi. Hai thì mình tới đường D6, rẽ phải đi vô chừng khoảng 500m thì sẽ có công ty dịch vụ tuyển dụng. Nói chung là công ty Kinh Đô không chuyển tuyển thẳng nha cả nhà. Thì cả nhà muốn tuyển thì video cũng khá là dài rồi, Hậu Nhân cũng xin kết thúc video. Chúc cho cả nhà có một ngày làm thật là vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Nếu thấy video hay hãy cho Hậu Nhân xin một lượt đăng ký và một lượt like, một lượt chia sẻ cả nhà để kênh càng ngày phát triển mạnh hơn. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.